Trường xưa em đi và nền mái tổng thể ngõ hồn dần tái thế. Anh làm thơ bu quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Chào các bạn, lý hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn cách vuốt dây bass trên tất cả các tông nhạc luôn, tức là trên tất cả các tông thứ và tất cả các tông trưởng luôn. Thì tông thứ, những tông chính nó có 7 tông: la, si, do, re, mi, fa, sol. Đó, thứ trưởng cũng vậy, ví dụ bắt đầu từ do thì do, re, mi, fa, sol, la, si. Đó, tất cả các tông trưởng. Thì ở đây mình chỉ nói là những tông chính ha, tông thứ thì chỉ 7 tông thứ đó, không nói vấn đề mà thăng thứ. Còn trưởng cũng vậy, những tông chính thôi chứ không có nói những cái tông gián trưởng ha. Nhưng mà thực ra khi các bạn nắm được cái cách vuốt rồi thì áp dụng vào tông nào cũng được cả, cho kể cả những tông gián trưởng và những tông thăng thứ luôn. Cứ như thế các bạn áp dụng thôi nha. Rồi thì hôm nay mình chia sẻ các bạn cái cách, nắm được cái cách rồi áp dụng được trên tất cả các tông luôn. Thì đầu vào clip mình có mẫu các bạn tham khảo thử là trên tông pha thứ vuốt dây đàn ha. Tại vì thường các bạn điểm hát á, các bạn điểm nhiều nhất là tông la thứ, nếu nó tông thứ hay đầu la thứ nè, rê thứ nè, mi thứ, cũng có thể các bạn điểm son thứ, ví dụ vậy. Nhưng mà cái tông pha thứ thì rất ít khi nào các bạn điểm. Thì mình cũng mẫu các bạn trên pha thứ để các bạn thấy là tông nào cũng vuốt dây bass được cả nha. Nắm được cái cách rồi thì pha thứ, son thứ, đô thứ gì cũng vuốt dây bass được cả nha. Rồi, cách vuốt thì như thế nào? Bây giờ mình chia sẻ các bạn nha. Để vuốt dây bass thì cái hình như cái vuốt dây bass này mình đã chia sẻ các bạn ở clip vuốt dây đàn rồi. Cái clip vuốt dây đàn thì ở đó chỉ chia sẻ các bạn trên tông la thứ thôi nha. Hôm nay thì chia sẻ tất cả các tông luôn, để khi các bạn điểm hát trên bất kỳ tông nào thì các bạn cũng có thể áp dụng vuốt dây đàn được hết, dạng vậy đó nha. Rồi mà trước khi mà để vuốt được trên tất cả các tông thì trước hết các bạn phải tập kéo tay trước đã, cho cái tay phải cũng nhuyễn và tay trái cũng nhuyễn, rút ra rút vô vậy đó để cho nó quen. Mà các bạn chọn cái bích ra thì mỏng thôi nha, đừng chọn bích dày quá, như cái bích loại này, bích nhựa này của mình thì không phải, thì 0.71 mm ha. Các bạn có thể chọn 4.6 cũng được luôn, nói chung mỏng thôi. Tại vì khi các bạn vuốt là các bạn cứ lên xuống liên tục. Lên xuống liên tục vậy thì cái bích nó mỏng á, thì các bạn lên xuống nó sẽ dễ hơn, nó mỏng mà. Còn nó dày thì nó hơi khó chút xíu nha. Cho nên các bạn tìm những cái bích mỏng đó. Rồi. Có cái bích mỏng rồi, bắt đầu tập tay phải. Tay phải thì cứ dích lên đàn xuống, dích lên đàn xuống, bấm đại một ô nào đó trên con đàn đi, hoặc là không bấm cũng được. Đó. Trước hết các bạn tập trên tông la thứ cho mình, ở đây mình nói là la thứ. Thì các bạn cứ nhắm vào cái tông la thứ các bạn tập trước đi. Khi mà các bạn tay phải nó được rồi, còn tay trái vuốt cũng được luôn rồi, thì bắt đầu mới qua những tông khác nha. Thì để tập trước thì cứ la thứ, bấm đại chỗ nào cũng được. Dây 5 này, đàn dây 5. Lên xuống, được rồi, nhanh tay lên. Nó liên tục vậy đó. Tay phải mà được liên tục vậy rồi, nhanh rồi, thì bắt đầu mới áp dụng vừa tay phải vừa lên xuống dây, mà tay trái vừa chạy ra chạy vô vuốt vậy đó ha. Đó, tay phải mà nhanh được rồi, bắt đầu tay trái. Đó, cứ tay trái chạy ra chạy vô và tay phải cứ lên xuống liên tục như vậy để cho nó quen. Bấm đàn ở chỗ nào, lên xuống tay phải nè. Đó, rồi tay trái kéo ra chạy vô. Làm như vậy để cho nó quen, các bạn cứ thoải mái đi ha, nó không có đứt tay đâu, sợ các bạn cứ sợ dây đàn nó bén hay này kia nó đứt tay, các bạn ngại cái vấn đề đó, nên tại các bạn chưa không có vuốt thì các bạn sẽ sợ, nhưng mà khi các bạn vuốt thường rồi thì không có vấn đề gì cả, dây đàn nó cũng mượt chứ nó đâu có bén đâu mà các bạn sợ đứt tay ha. Cứ thoải mái chạy ra chạy vô, tay phải cứ lên xuống liên tục vậy đó, còn tay trái cứ chạy ra chạy vô đó. Khi nào được rồi, nhanh nhẹn vậy được rồi mới áp dụng vào bài. Rồi khi áp dụng vào thì cứ thử lấy lại một đoạn nào đó, một câu nào đó thôi, không cần hát hết nguyên bài, hết bài này tới bài khác, bài lấy câu đầu thôi, mỗi bài lấy câu đầu thôi. Rồi, và đầu tiên trên tông la thứ trước nha. Rồi, la thứ thì nhắm vào dây năm mà vuốt nha, dây năm nghe nốt la nè, vuốt làm sao mà khi kết thúc câu hát các bạn nhả ra nghe nốt la là được. Con đường xưa
xưa em đi, nhỏ giống như bài con đường xưa em đi. Nãy mình hát cái tông pha thứ thì nó hơi thấp ha. Tại vì mình ví dụ các bạn trên tông pha thứ để các bạn thấy là tông nào cũng có thể giúp được cả. Đó. Chứ ra cái bài đó trên tông pha thứ nó không có ngay giọng của mình. Đó, ví dụ bây giờ các bạn đàn la thứ đi. Đó, ví dụ các bạn hát vào đi, câu đầu tiên. Có đường xưa em đi và liền mái tóc thề đó, áp dụng vào. Hoặc là đã lâu rồi đôi đứa cách đôi nơi, ở bài đi buồn tỉnh lẻ áp dụng vào cũng được luôn. Đã lâu rồi đôi đứa cách đôi nơi, tơ duyên xưa còn hay mắt đó, áp dụng vào bất kỳ bài nào các bạn có thể áp dụng vào, cứ đầu vào vuốt vậy đó ha. Hoặc là đêm đêm người mùi hương đó, thì các bạn chú ý cho mình là tông la thứ thì cứ dây la dây năm nè ha. Rồi các bạn vuốt làm sao thì như mình nói lúc nãy, các bạn phải tập lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống, ra vuốt ra vuốt vô, hoặc là bắt đầu từ đây vuốt vô luôn. Đêm đêm người mùi hương đó, tới dứt cái câu cái chữ cuối cùng thả tay ra, đàn cái dây năm không bấm, rồi sau đó mới bấm cho họ la ha. Đêm đêm người mùi, các bạn đang vuốt bất kỳ chỗ nào cũng được, bắt đầu từ ngoài bấm ô 2 ô 3 gì cũng được, vuốt vào đêm đêm rồi cứ kéo tới trong này, ô nào cũng được, bất kể ô nào cũng được. Đêm đêm nó rồi cứ tiếp người thì rồi bắt đầu chạy ra người mùi, ví dụ đang vuốt tới đây mùi ta hương cái mình vậy đó ha. Đêm đêm người hương nữa, hương cái bắt đầu là thả tay, thả ngón này ra luôn, bất kể đang vuốt tới chỗ nào, nhắm vào 1 dây 5 thôi nha các bạn. Đêm đêm người mùi, để dụ đang tới đây mà hát cái chữ hương rồi thì thả ra hương rồi bấm vô la thứ liền vậy ha. Đó, ví dụ như con đường xưa em vuốt tới đây rồi đi nữa, đàn vậy là thả ra luôn nha. Khi hát cái chữ đi rồi thì đang vuốt tới đây cứ thả ngón tay ra rồi bấm vô la thứ liền ha. Con đường xưa em đi đó, bấm la thứ bắt đầu lên điệu nha, dạng vậy đó. Các bạn áp dụng bài nào cũng vậy, và trên điệu nào cũng vậy. Ví dụ như hồn lỡ xa vào đôi mắt em đó, rồi tới thì dứt câu rồi thả tay ra bấm vô la thứ lên điệu đó, vậy đó. Cứ điệu nào cũng vậy, hoặc là cái điệu thì lũ róc đi. Đến bao la vàng đốt thư tình cũ đó, dứt câu là tới đâu cũng được, dứt câu thả ra bấm la thứ rồi lên điệu, tùy theo bài đó điệu nào thì mình lên điệu đó, dạng vậy đó ha. Hoặc là ví dụ điệu cha cha đi, điệu cha cha đường về hai thôn, bài đường về thôn, đường về hai thôn duyên dáng bên ven sông còn đó. Bài này mình chia sẻ các bạn bên kênh guitar cấp tốc nữa. Thì tóm lại là với tông la thứ thì nhắm vào dây năm vuốt nha các bạn, bắt đầu từ ô mấy cũng được, vuốt vào, khi bắt đầu hát lên thì vuốt vào vuốt vào vuốt vào, hát bài nào cũng vậy và tên điệu nào cũng vậy, cứ vuốt vào tới trong này rồi vuốt trở ra ha, ngay ô nào cũng được, bắt đầu từ ô 2 ô 3 cũng được, vuốt vào tới trong này cảm thấy hết, cảm thấy mình dướng thùng đàn rồi đó thì bắt đầu đi ngược ra đó, rồi khi nào dứt câu hát cái thả ra luôn, rồi bấm vô la thứ rồi lên điệu vậy đó ha. Đêm bao la vàng đốt tình cũ, các bạn có thể vuốt ngắt ngắt vậy cũng được, hoặc là vuốt liên tục cũng được như mình nói lúc nãy. Đêm bao la vàng đốt tình cũ đó, rồi bắt đầu lên điệu dạng vậy ha. Rồi với tông la thứ là các bạn, nói chung thì tông nào cũng vậy thôi, muốn vuốt được thì phải tập cái kiểu mình nói lúc nãy, lên xuống liên tục vậy nè. Rồi cái chiếc tay trái vuốt ra vuốt vô thì phải lên xuống vậy đó ha. Rồi rồi tông đó là tông la thứ. Rồi bây giờ với tông si thứ, si thứ thì cũng dựa vào dây năm, tông si thứ đây ha, cũng vừa dựa vào dây năm và cũng vuốt như vậy. Khi nào mà dứt ngưng ngay nốt si, hồi nãy mình dứt mình thả tay ra là ngang nốt la, là ngang tông la, bây giờ tông si rồi thì mình vuốt bắt đầu chỗ đang bấm si đây đi, ví dụ các bạn intro hay dạo đầu gì đó, rồi sau đó dậm si cái, rồi ví dụ người ta hát hát thì các bạn cứ vuốt vào tới trong này là tôi kéo ra tới nó vậy, là O2 ngưng nha, tới O2 là ngưng
không thả ra, ra thả ra là lạc liền, tại vì thả ra nó nốt la. Mình đang đàn tông si thì mình làm sao canh ngay cái nốt si nè, nó vuốt rồi bấm vô si lên điệu đó, tới ngay cái ô 2 dây 5 thanh đứng, rồi bắt đầu bấm vô si thứ lên điệu vậy vậy ha. Con đường xưa em đi văn đến mái tông thầy, ngõ hồn dần tái thế, anh làm thơ vui quê cách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi vậy đó ha. Đó thì tóm lại tông si là cứ vuốt con đường, nó bắt đầu từ ô 2 nha, tại vì mình đang bấm si, mình đang dậm intro gì đó, xong dậm cái này rồi bắt đầu ngừng hát con đường, rồi bắt đầu mình bấm nghe ô 2 mình kéo vô con đường xưa em, ví dụ đang kéo tới đây ta đi thì mình chạy lẹ lê ha, cho làm sao nó rớt ngay dây 2 ô 5, ô dây 5 ô 2 con đường xưa em đi, nó làm sao kết thúc cái câu hát thì nó sẽ ngay cái chỗ này đó, ví dụ như đã lâu rồi đó, dây 2 ô 5 đã, ô dây 5 ô 2 thì là các bạn đã lâu rồi đó, ta rồi là mình làm sao mà kéo về đang tới đâu không cần biết, nãy mình kéo tông la thì tới đâu mình thả ra, còn bây giờ tông si thì đang tới đâu không cần biết, mà ta rồi thì mình chạy về thiệt lẹ ngay ô 2 liền, ở ô 5 liền, ở xin lỗi các bạn ô 2 liền, cái lộn hoài dây 5 ô 2 rồi cứ con đường xưa em đi nó ngay đi, hoặc là đêm đêm người mùi hương, chạy về tới gì về dây 5 ô 2 mình ngưng liền ha, đêm đêm người mùi hương mùi hoa xưa nhà nàng, nó là bắt đầu mình lên điệu luôn, bài nào cũng vậy, hoặc là hồn lỡ ra vào đôi mắt em, nó dạng vậy đó, rồi cứ vuốt nghe này, xây giấc mộng ban đầu đó, bất kể bài nào cứ bạn thử tập một vài bài cứ lấy câu đầu tiên thôi và vuốt nha, với đồng si thì cũng dây năm và cứ kéo như vậy vô tới trong rồi và rồi bắt đầu cái tầng nâng á, ví dụ như bài vì quên thứ nhà nàng hay tình đẹp vẫn chôm, nhớ mùa chôm chôm trước, mùa chôm chôm kỷ niệm biết bao nhiêu năm tháng, nó dạng vậy đó ha, rồi bất kể bài nào áp dụng vào thì cứ vô tới ô 2 ngưng rồi bấm vô si thứ luôn rồi lên điệu, rồi theo tùy bài đó điệu nào thì mình lên điệu đó, rồi bắt đầu với đẹp bắt đầu điểm, rồi tùy theo bài đó câu hát có tới hợp âm nào thì mình chuyển hợp âm thôi, đi theo tông si thứ có những hợp âm nào thế bấm là sao. Thì nếu mà các bạn điểm trên tất cả các tông thì các bạn cứ xem giùm mình cái clip guitar điểm hát, các bạn cứ gõ guitar điểm hát điều chuông, thì trong cái clip đó mình chia sẻ các bạn tất cả các tông thứ cũng như tông trưởng và mỗi tông có những hợp âm nào đi theo, thế bấm của từng hợp âm bấm thế nào thì mình chia sẻ hết trong cái guitar điểm hát, xem nếu xong thì khi các bạn áp dụng vào, các bạn muốn đàn trên son thứ pha thứ gì đó thì xem nếu xong các bạn sẽ biết đàn liền, biết pha thứ nó có những hợp âm nào đi theo và các bạn điểm được liền dạng vậy ha. Clip thì cái tiêu đề là guitar điểm hát, nhưng mà khi các bạn gõ lên YouTube, các bạn gõ lên một tìm kiếm, các bạn gõ guitar điểm hát á, thì có thể nó ra rất là nhiều clip liên quan đến guitar điểm hát, thì các bạn tìm cái clip nào có cái hình đại diện mà mình ghi cái chữ bủ bối guitar điểm hát đó, clip đó đó, còn tiêu đề của nó thì chỉ có guitar điểm hát thôi, còn nhiều khi nó ra những clip khác thì ví dụ như đi một tính lẻ solo và điểm hát thì nó cũng ra luôn, các bạn gọi guitar điểm hát thì sẽ ra dạng vậy đó, thì tìm cái clip nào mà có cái hình là mình ghi bủ bối guitar điểm hát đó nha các bạn, rồi thì xem clip đó xong các bạn sẽ đạt được tất cả các tông mình biết hết nè ha, dạng vậy đó, rồi đó là với tông si thứ, rồi bây giờ si xong tới đô thì cũng vậy thôi, đô thứ ha, thì nãy si các bạn áp dụng thế nào bây giờ đô cũng y chang vậy, cái kéo ngừng ngay nốt đô, tông đô thứ thì ngừng ngay nốt đô, nãy tông la thứ ngưng ngay nốt la dây năm không bấm, tông si thứ ngưng ngay nốt si dây năm ô 2, bây giờ tông đô thứ ngưng ngay dây năm ô 3 là ngay nốt đô, rồi sau đó bấm vô đô thứ rồi lên điệu dạng vậy đó, nó cứ vuốt như vậy đó, ví dụ đầu vào bài lót dậm gì đó dậm đô một cái rồi bắt đầu hát thì mình bắt đầu ngay ô 3 luôn để mình kéo ha, kéo vào vậy. Con đường xưa em đi và lễ mái tông thề đó, thì ví dụ như đầu vào rồi bắt đầu ta hát thì mình bắt đầu bấm vô ba kéo con đường xưa em đi vạn lễ mái tông thề đó, dạng vậy đó ha, rồi thì đô thứ nó cũng như si thứ là cái gì các bạn áp dụng nha, rồi còn những hợp âm đi theo tông đô thứ thì mình nói các bạn rồi đã xem clip guitar điểm hát nha, rồi đô xong tới rê
rê thì thay vì các bạn bấm rê thứ đây, các bạn dựa theo giống như đô thứ thì cũng dựa vào dãy năm tới nốt rê thì ngân. Bấm rê thứ đây. Con đường xưa em đi và lệ mãi tổng thề. Đó. Thì cũng dựa vào đây kéo vào ha. Bấm ngay cái chỗ này. Con đường xưa em đi cầu ha. Tại càng lúc em lên cao. Em đi kéo vô. Con đường xưa em đi vạn lời mãi tổng thể, ngõ hồn dần tái tây nọ. Thì với tông đi thứ một là các bạn dựa cũng giống như đô thứ và si thứ, hai là dễ hơn thì dựa vào dĩa bốn, không dựa vào dĩa năm mà dựa vào dĩa bốn. Dĩa bốn thì đây có rê thứ này nè, và dĩa bốn không bấm là nó rê nè. Thì bây giờ dựa vào dĩa bốn, vuốt theo kiểu giống như lúc nãy của la thứ là dĩa năm, vuốt tới đâu cần biết thả ra nghe nó là. Còn bây giờ rê thứ thì dựa vào dĩa bốn cũng vuốt như vậy, tới đâu cần biết tới đây thả ra nghe nó rê, rồi bấm vô rê thứ luôn, rồi bắt đầu lên điệu. Hồi nãy la thứ vuốt dĩa năm thả ra bấm la thứ, bây giờ rê thứ nếu mà đàn rê thứ chỗ này thì dựa theo cách giống như lúc nãy trên la thứ ha, cứ như vậy đó, tới đầu ngân là mình thả ra dạng vậy đó. Chiều bàn giao nó cứ vuốt vậy, bất kể bài nào chiều bắt đầu người ta hát ví dụ sau khi hết vào intro rồi bắt đầu chiều bấm U2 qua cũng được, nhưng mà sẵn đây bấm U2 luôn đi ha, kéo vào chiều bàn giao nó, người ta giao một cái là mình thả ra luôn đàn nó rê, tức là đang vuốt tới đâu cũng cần biết đang vuốt dây bốn nha, đang vuốt rồi giao là nó là thả ra bấm vô rê thứ lên điệu dạng vậy đó. Chiều bàn giao cho vùng đêm đen biên giới, theo cánh quân anh đồng vén lưng chung đôi đó dạng vậy ha, hoặc là điệu khác cũng vậy. Hồn lỡ xa vào đôi mắt đó, ngay em là mình đang vuốt tới đâu cũng cần biết. Hồn lỡ xa vào, nó đang hát thì vuốt đâu đôi mắt, ví dụ tới đây người ta em thì mình thả ra luôn em đang vuốt bốn, rồi bấm vô rê thứ lên điệu ha. Hồn lỡ xa vào đôi mắt chiều nào xòa tóc ngồi bên vậy đó nha các bạn. Rồi thì với rê thứ thì có hai cách, một là dựa vào giống đô thứ và si thứ, hai là dễ hơn thì dựa vào dĩa bốn vuốt theo kiểu giống như tông la thứ nãy ha. Rồi tông rê thứ xong, bây giờ tới tông mi thứ. Rồi mi thứ thì nếu các bạn rê xong tới mi thì cũng dựa theo giống si đô cũng được ha, cũng vuốt như năm cũng được, nhưng tới rê thì còn được đi, tới rê thì ngay chỗ u năm mình vuốt từ đây mình vào tới trong này mình chạy ra u năm, bây giờ tới mi rồi vuốt cũng được, nhưng mà bắt đầu từ đây chạy vô có miếng cây đào tới liền nó không hay, cái nhịp cái quãng nó phải dài nó xa nó mới hay. Ví dụ là từ đây xuống từ đây đầu cần đờn vô tới hết đờn chạy ra tới đầu đờn, cái quãng nó dài, quãng này quãng nó dài nó sẽ hay hơn. Còn tông rê thì nói chung cũng được, đi ngay u năm thì vuốt vô tới đây rồi chạy ra cũng được, nhưng mà với mi tới mi rồi thì mà từ đây nó tới đây nó ngắn quá, gặp những bạn mà cái đờn mà đờn này các bạn còn có thể kéo vào tới trong này được ha, đờn ngắn khuyết nè. Còn những bạn mà đờn ngắn đầy về luôn á, các bạn bấm mi đây, bấm dây năm đây, kéo vô có miếng gì đụng rồi, đụng cái thông đàn rồi phải kéo ra có miếng này. Đó cho nên áp dụng đây cũng được, còn không tông mi áp dụng thế mi thứ ngoài này, tông mi thứ các bạn thường đàn mi thứ đây thì vuốt về sáu ngay nốt mi, nó cứ cái tông nào thì canh vuốt làm sao cái nốt của nó ngay cái ngay cái nốt tương ứng với cái tông đó, nốt mi ở đây chứ các bạn vuốt đây nó này nó cũng là nốt mi nhưng mà như mình nói nó gần quá ha. Rồi thì vuốt đây đó, mà vuốt đây thì dì sáu vuốt cứ tới thả thì kiểu vuốt giống như lúc nãy mình nói trên tông la thứ ha, mà la thứ các bạn áp dụng dì năm, bây giờ mi thứ này áp dụng dì sáu đó, rồi vuốt tới đâu cũng cần biết, cứ nhắm vào dì sáu vuốt, người ta bắt đầu hát thì cứ vuốt rồi bắt đầu ví dụ tới đây đi ta rớt cái mình đó dạng vậy ha. Ví dụ như bài
cái Tommy này thì mình cái giọng mình ít rớt vô những cái bài nào. Coi bài gì? Bài này cũng được. Phố đêm đèn mới trắng trắng. Ví dụ ha. Rồi, ví dụ sau khi Indo cái bàn rải hay giọng gì đó rồi bắt đầu. Phố bất kể bài nào các bạn áp vần vào thì cứ dây sáo kéo rồi ra đây ha, kéo vô rồi ra đây, cứ thả ra kéo tới đâu không cần biết. Những chiếc giỏ xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tối đi đâu. Nó áp dụng phòng điệu nào cũng được, bơ rô cũng được, xì lô gì cũng được, dạng vậy đó ha. Thì mi thứ áp dụng dây sáo vuốt từ đâu không cần biết tới trong này, cứ nói chung là bắt đầu từ dỗ hai ba thì kéo vào đụng hùng đàn trở ra khi dứt câu rồi bắt đầu lên điệu vậy đó ha. Để mình kiếm coi bài nào nữa. Tôi đứng đó ở như hình một kho tượng vậy đó, bài đó cũng được. Ví dụ như tôi đứng đó, nó cứ vút vô. Tôi đứng đó như hình một pho tượng, trải đây và tìm ai đây. Đó, dạng vậy đó ha. Rồi thì tóm lại mi thứ dựa vào dây sáo và cách vút giống như thầm la thứ. Rồi mi xong tới pha thứ thì đây ha. Thì pha thứ giống như nãy đầu clip mình có mẫu các bạn trên thầm la thứ thôi, pha thứ. Rồi pha thứ thì ngay này thì cũng vút dây sáo cũng được. Dây sáo vút tới O1, bấm lại ngừng nha, nghe nó pha này. Chứ đừng thả luôn, thả luôn nó mi rồi. Bấm vô O1, nó bây giờ cũng vút. Nó ngay O1 ngừng, rồi bấm vô thế pha thứ luôn. Rồi lên điệu, vậy đó. Nó vậy vậy, con đường xưa em đi gì đó. Hoặc là bài đã lâu rồi đứa cách đôi nơi. Hoặc là nói chung là Bororo thì cũng rất là nhiều. Ví dụ tôi kể người nghe đưa láng già đi. Nói chung là bài nào cũng được, áp dụng điệu nào cũng được. Cứ vuốt thì cũng vậy, pha thứ thì nhớ thế pha thứ này, rồi bấm dây sáo vuốt vào, rồi đó, tới đây các bạn ngừng ha. Rồi một là nhắm vào dây sáo thì tới ngay ô thứ nhất, hai là dây bốn chỗ này các bạn bấm ngón nào cũng được, đây cũng được, ngay đến nút pha này, dây bốn ô ba bấm vô pha thứ, bấm tắt vậy luôn ha. Nó nếu mà vuốt dây sáo thì bấm vô dây, vuốt dây sáo rồi bấm vô pha thứ chỗ này, nó chặn. Còn ví dụ vuốt dây 4 tới đây ngừng, rồi đàn pha thứ chỗ này, nó thì cũng pha thứ thôi, dạng vậy đó ha. Rồi để coi ví dụ các bạn pha thứ bài nào ta, bài nãy luôn đi ha, bài con đường xưa em đi luôn. Con đường xưa em đi vang lên mái tập nó, ví dụ vuốt dây 4 này, đây đi nghe nó đi nè, con đường còn không các bạn không vuốt đây thì các bạn vuốt dây sáo cũng vậy ha. Con đường xưa em đi vành liền mái tầm thì ngõ hồn dần tay thì nó dạng vậy đó ha. Rồi thì pha thứ các bạn, một là vuốt dây sáo, hai là vuốt dây bốn. Vuốt dây sáo thì ngưng ngay chỗ ô thứ nhất, con đường xưa em đi, nó người ta đi mình ngưng, mình đang vuốt tới đâu cũng cần biết, cứ vuốt về vô ra thoải mái vậy nè. Khi mà ta ngưng cái mình ngừng ngay O1 luôn. Con đường xưa em đi vàng liền mái tầm thì ngõ hồn dần tái thì vậy ha. Rồi còn không thì vuốt dây bốn thì ngay O3 nha các bạn. Rồi xong thì cứ bấm pha thứ, bấm tắt chỗ này rồi bắt đầu lên điệu, tùy bài điệu nào thì lên điệu đó. Rồi pha xong tới son thì pha son thì cũng giống như pha thôi, nhưng mà ngưng ngay O3 nó son này, nãy pha đây bấm vô pha, giờ son thì mình ngưng đây mình bấm vô son luôn, đó vuốt đó bấm vô son đây luôn, dạng vậy đó ha. Đó bấm son đây chỗ này, rồi tùy theo bài mà các bạn lên điệu, hoặc là dây 4 cũng được luôn. Rồi bấm vô son, bấm tắt chỗ này, thì tóm lại cái son này y như cái pha không khác gì hết, pha bấm dài son bấm dài y chang nhau à. Thì pha ngừng ngay O1, son ngừng O3, vậy thôi. Còn nếu đàn dây 4, pha thì ngừng ngay O3, còn son thì các bạn ngừng O5, vậy thôi ha. Vậy đó, rồi thì đó là hết những cái tông thứ cho các bạn.
thì như mình nói là nếu áp dụng vuốt dây 5 thì tứ rê thứ thôi là được rồi, hoặc là tứ đô thứ thôi, ba tông thôi, la thứ, si thứ, đô thứ, là như mình nói lúc nãy là áp dụng dây 5 vuốt la thứ rồi thả ra si thứ, nhìn ngang nó si bấm vô si thứ luôn, đô thứ là cái ô ba dây 5 á, rồi bấm đô thứ, rồi tới đây thôi, ba tông này thôi là sử dụng dây 5 kiểu vuốt đó. Rồi ví dụ mà bài các bạn đàn trên rê thứ thì mình nhắm dây 4 mình vuốt thôi, vuốt vào tới bên đây thả ra, thả luôn, rồi bấm vô rê thứ, rồi lên điệu, rồi coi con hát tới đâu chuyển tới đó thôi, nó áp dụng tùy theo bài nha. Rồi khi tới mi thứ thì áp dụng kiểu mi thứ chỗ này và nhắm dây sau vuốt giống như la thứ, cứ vuốt từ ngoài vào tới đâu cần biết người ta rớt thả ra luôn, rồi bấm vô mi thứ lên điệu ha. Rồi pha thứ thì vậy, nó thì nhắm ô một kéo vào tới đâu cần biết, khi ta hát vừa dứt mình cũng vừa ngưng ngay ô một luôn, rồi bấm vô pha thứ chỗ này luôn ha. Hoặc vuốt dây 4 thì rồi khi ta ngưng mình ngưng ngay ô 3 rồi bấm vô pha thứ chỗ này luôn, lên điệu. Rồi son thứ thì y chang pha thứ, không khác gì hết, dạng vậy ha. Rồi coi như là xong tông thứ cho các bạn. Bây giờ thì mình chia sẻ các bạn cách vuốt dây trên 7 tông trưởng. Rồi tông trưởng thì đầu tiên bây giờ cái tông đô trưởng nè, trưởng thì thường các bạn đàn đô trưởng là nhiều ha, nó đô trưởng chỗ này. Thánh ca đó còn nhớ không em? Đó em năm nào chúng mình có nhau. Đó dạng vậy đó ha. Rồi thì bắt đầu từ cái đô trưởng đi. Rồi thì đô trưởng đó, cái bài này mình mới vừa mẫu các bạn đó, bài hát ca buồn á, là trong đô trưởng đó. Rồi thì ô 3 dây 5 ngay nốt đô ha, thì giống như tông thứ nãy thôi, vuốt làm sao canh ngưng ngay cái nốt tương ứng với cái tông đó. Hồi nãy tông la ngưng nốt la, tông rê ngưng ngay nốt rê, tông si ngưng ngay nốt si, giờ trưởng cũng vậy thôi. Đây tông đô trưởng thì nhắm vào dây 5 ô 3 vuốt, rồi tới đây ngưng đó, vậy đó. Bài thánh ca đó còn nhớ không đó, em là mình ngưng ngay đô, rồi bấm đô trưởng lên điệu luôn, tùy theo bài đó điệu nào mà các bạn lên điệu đó, dạng vậy đó ha. Rồi đó, vuốt tới đâu cũng cần biết, bắt đầu từ đây vuốt vào, rồi ta em là mình ngưng ngay ngay dây 5 ô 3, rồi bắt đầu bấm đô trưởng lên điệu luôn. Rồi ví dụ vào bài thánh ca đó còn nhớ không em, đồ em năm nào chúng mình có nhau, đó dạng vậy đó ha. Rồi rồi thì đô trưởng là vậy. Rồi đô xong tới rê trưởng, rê trưởng thì điệu vào rê trưởng chỗ này ha, các bạn điệu xong rê trưởng chỗ này thì rê trưởng chỗ này các bạn thấy các bạn không có bấm dây 4 ha, thì dây 4 đây nó rê, thì mình cứ nhắm dây 4 mình vuốt giống hồi nãy rê thứ đó. Không khác gì rê thứ hết, giống y rê thứ, nhưng khi vuốt xong thì bấm rê trưởng vậy thôi. Rê thứ thì cũng vuốt dây 4, vuốt vào đã ngưng mình thả ra, rồi đàn dây 4 không bấm, rồi sau đó bấm vô hợp âm rê, bấm vô tông rê thứ. Rồi bây giờ tông rê trưởng thì cũng vuốt dây 4 y vậy, vuốt vào thả ra nhưng bấm rê trưởng đó, vậy thôi, cũng áp dụng dây 4 dạng vậy đó ha. Bài thánh ca đó còn nhớ không em, đồ em năm nào chúng mình có nhau, đó dạng vậy đó. Rồi cũng cứ vuốt rê trưởng cũng vuốt y vậy ha. Rồi với cái tông rê xong tới mi, đó rê trưởng xong tới mi trưởng thì đây đó, mà mi thì giống như tông thứ này dây sáu thôi đó, cũng vuốt tới trong này ta ngưng cái mình thả ra luôn, bấm vô mi trưởng, nãy mi thứ thì vuốt thả ra bấm mi thứ, thì giờ mi trưởng y chang vậy, vuốt bấm vô mi trưởng, dạng vậy đó ha. Ca đó còn nhớ trong em, đồ
vậy đó ha. Rồi thì mi trưởng thì y mi thứ, không khác gì hết. Rồi thì tùy theo các bạn áp dụng bài nào, ở đây mình mẫu cho một bài thôi, thì tất cả các tông như trên bài để các bạn dễ hình dung. Rồi khi áp dụng vào thì các bạn muốn áp dụng bài nào cũng được. Trên tông trưởng, tông trưởng thì mình cũng chia sẻ các bạn rất là nhiều bài rồi nha, trên tông trưởng đó. Rồi các bạn cứ áp dụng vào và vuốt thử nha. Với mi thứ ở mi trưởng này y chang mi thứ, không khác gì hết. Cứ sao thì vuốt về sáu, rồi bắt đầu bấm mi trưởng lên điệu, tùy theo bài điệu nào thì mình lên điệu đó ha. Rồi với pha trưởng thì sao? Mi xong tới pha, mi xong tới pha trưởng. Rồi pha trưởng đây thì dây sáu nè, ô một nó pha thì giống như pha thứ nãy thôi. Nãy pha thứ thế nào, bây giờ pha trưởng y chang vậy. Khác cái là vuốt xong bấm pha trưởng, nãy pha thứ nó vuốt dây sáu, bấm pha thứ lên điệu. Còn giờ tông pha trưởng thì cứ vuốt dây sáu, ngừng bấm cái pha trưởng đó vậy nè. Thánh ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau. Đó, đó pha trưởng thì y pha thứ, không khác gì hết. Thì như các bạn nãy mà các bạn tập được, giúp được trên tông thứ rồi, thì qua tông trưởng này y vậy thôi ha. Rồi pha xong tới son, pha trưởng, son trưởng, son trưởng đây, pha son. Rồi son trưởng thì cũng y son tông thứ. Vì sao ô ba ngày nó son vuốt tới này ô ngưng, tài hát tới đây ngưng, rồi bấm vô son trưởng y son thứ. Nhưng nãy các bạn bấm son thứ, giờ nếu mà áp dụng trên bài trên tông trợ son trưởng thì cứ cũng vuốt y dạng ba. Vì sao vuốt vào tới ông kinh ô ba ngưng, rồi bắt đầu bấm vô son trưởng lên điệu luôn đó, dạng vậy đó. Bài thánh ca đó còn nhớ không? Rồi son xong tới la trưởng, son la. Rồi la này thì nãy các bạn la thứ áp dụng dây năm, nếu bây giờ la trưởng các bạn áp dụng dây năm luôn cũng được, nhưng mà đừng bấm la trưởng chỗ này, bấm la trưởng chỗ này đó, bấm la trưởng chỗ này, vuốt dây năm nghe nốt la này nè, thả ra rồi bấm la trưởng. La thứ thế nào la trưởng y chang vậy, dựa vào dây năm ha, vô thả rồi bấm vô la trưởng đó, vậy thôi. Còn nếu các bạn áp dụng la trưởng chỗ này thì giống như son trưởng nãy, nhưng mà ngừng ngay ô năm, nãy son pha trưởng ô một son trưởng, ngừng ngay ô ba, bây giờ tăng lên la trưởng thì mình ngừng ngay ô năm, rồi sau đó bấm vô la trưởng, dạng vậy đó ha. Đó nếu mà đó, nếu có dụng như la trưởng đây thì vuốt dây năm, dây năm giống như la thứ đó. Rồi sau đó bấm vô la trưởng lên điệu ha, áp dụng bài nào cũng vậy và điệu nào cũng vậy. Các bạn có thể ghi chú như thế nào đó nha, thì để các bạn nhớ. Nãy mình nói là la thứ này nếu mà đàn giống như la trưởng, pha trưởng y như pha thứ, son trưởng cũng giống như son thứ, cái mi trưởng cũng giống như mi thứ, khác cái là sau khi vuốt xong bấm vô cái tông đó thôi đó. Bây giờ la trưởng cũng vậy, giống như la thứ, vuốt dây năm, hai cách để các bạn làm, vuốt dây năm rồi bấm vô la trưởng chỗ này đó. Có hai cách để các bạn có thể áp dụng vào bài, vuốt dây năm thì vuốt xong bấm vô la trưởng chỗ này ha. Còn nếu vuốt dây sáu mà bấm phải bấm la trưởng chỗ này và ngừng ngày dây, ngừng ngày ô số năm dây sáu ha, đó thì các bạn ghi chú như thế nào để các bạn nhớ. Thì có hai cách các bạn áp dụng khi các bạn điểm hát đó, vuốt vào các bạn muốn áp dụng kiểu này áp dụng rồi bấm vô la trưởng chỗ này luôn. Còn nếu vuốt dây năm thì bấm la trưởng chỗ này ha, rồi bắt đầu lên điệu thì cái bài điệu nào cứ là điệu đó. Bài thánh ca đó còn nhớ không em? Bấm la trưởng chỗ này đi ha. Rồi ví dụ mình không bấm la trưởng đó, bấm la trưởng đây đi. Bài thánh ca đó còn nhớ không? Thì áp dụng chỗ nào các bạn thấy chỗ nào dễ với các bạn cứ vuốt chỗ đó nha. Rồi la xong tưới si trưởng, rồi si trưởng la đây,
C lên hai O C thôi ha. Đó, đi xuống. Giống như là giống như son giống như pha nãy. O dây 6 nhưng mà ngay O 7 là lên dạng dạy đó C nó. Tới đây. Đó, C trưởng chỗ này. Còn nếu các bạn mà bấm C trưởng về những bạn bấm thế C trưởng bấm tắt chỗ này thì các bạn vuốt dây 3 nghe nó C này. Mà thường mình vuốt mấy dây như 1, dây 2, dây 3 nó không hay. Vuốt là vuốt 4, dây 5, dây 6. Còn nếu bấm C trưởng chỗ này thì nên bấm chặn luôn vậy. Đó, mình vuốt dây 6, mình ngừng ngay chỗ cái O2 là ngay nó C. Còn không, dễ thì cứ bấm C trưởng chỗ này giống như La trưởng, giống như Son trưởng và giống như Fa trưởng. 1, dây 6 kéo vào, nếu Fa ngừng ngay nốt O thứ nhất rồi bấm vô Fa trưởng lên điệu. Nếu Son trưởng thì cũng vuốt dây 6, vuốt vào kéo ra tới O3 ngừng bấm vô Son trưởng lên điệu. Đó. Nếu La trưởng thì bấm dây 6 vuốt vào tới trong này kéo ra tới O5 ngừng rồi bấm vô La trưởng lên điệu. Đó, tùy theo bài nào thì áp dụng điều đó. Nếu C trưởng thì bấm ngay O7 nè, kéo vào tới trong này vuốt ra tới O7 ngừng bấm vô C trưởng lên điệu. Đó vậy ha. Thì tóm lại là vậy thôi, tính hát cho các bạn thử mà cũng hát không nổi. Tại từ tông đó mà lên tới 7 tông luôn, hát đâu có nổi đâu ha. Rồi, thì tóm lại là có nói chung là vậy thôi. Rồi, tông thứ là mình chia sẻ nãy. Nếu mà các bạn vuốt lên được tông thứ, rồi bắt đầu qua tông trưởng. Tông trưởng thì dựa vào tông thứ nãy các bạn vuốt thôi, rất đơn giản đó ha. Thì những gì nãy giờ mình chia sẻ hết rồi đó, thì các bạn có thể ghi chú như thế nào. Rồi, thì và các bạn cứ áp dụng thử vào một vài bài nào đó các bạn thích. Làm thường, làm dần thì nó sẽ quen. Nếu các bạn nào giờ đàn mà nhiều khi các bạn chưa vuốt dây, chưa áp dụng vuốt dây, hoặc vuốt dây mà nó còn lựng thựng lộng cộng gì đó, hay là vuốt nghe nó không hay ha, nó không đều, thì như mình nói các bạn, trước khi muốn áp dụng vào phải tập trước, tìm cái bít mỏng và tập lên xuống bấm dây 5 cũng được hoặc dây 6 cũng được và dây 4 luôn cũng được. Còn ngón mà bên tay trái vuốt á, các bạn muốn bấm ngón nào cũng được, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út hoặc ngón giữa hoặc ngón trỏ, ba ngón đó muốn vuốt ngón nào vuốt, thậm chí các bạn bấm ngón út cũng được luôn, muốn bấm ngón nào bấm ha, ngón nào cũng được hết. Cái đó là ngón không quan trọng, các bạn thấy ngón nào dễ với các bạn vuốt. Thứ hai là tìm cái bít mỏng và tay phải tập cho nó lên xuống lẻ làm nó điều tay cách nhanh nhẹn. Dây 5 rồi dây 6 rồi dây 5 rồi dây 4 dây 5 dây 6 nó cứ hệ làm hoài. Đó, rảnh các bạn cứ tập vậy đó, nhảy dây luôn cũng được, từ dây 5 lên dây 4, dây 4 xuống dây 4 lên dây 6, dây 6 lên dây 5, hoặc là theo thứ tự 4, 5, 6, rồi ngược lại 6, 5, 4, cứ như vậy làm hoài, vuốt lên, vuốt xuống và tay phải cứ liên tục như vậy đó, cứ làm hoài vậy đó, dây 6, rồi dây 5, rồi nhảy xuống dây 4, rồi bắt đầu nhảy lên dây 5, đó, dây 5 xong nhảy xuống dây 6 luôn, đó, cứ như thế làm hoài ha, làm cho nó quen, nó lẹ làng, nó quen, nó nhuyễn. Rồi mới áp dụng vào bài được. Còn ví dụ như những bạn nào mà không xài, không quen đàn bích á, mà chỉ là móc tay á, các bạn đàn móc tay không á, thì khi vuốt thì các bạn vuốt con cái nó chậm. Ví dụ vuốt như vậy, đàn con cái chậm, khi vuốt đây con trỏ nè. Đó, con trỏ cầm như giống như đang cầm cái bích vậy thôi ha. Nói chung là bóp lại, hai ngón này bóp lại, trừ con trỏ dài hơn, cao hơn con cái. Con trỏ cao hơn con cái. Bạn nào ví dụ có móng càng tốt, mà đựng móng đựng dài quá nhiều khi các bạn dích lên là nó nhiều khi nó cắn dây, là cái móng nó dài, nó cắn dây nên nhiều khi nó bật móng luôn á. Cho nên là đừng để quá dài, ra một xíu thôi cho mình nha. Các bạn lưu ý, móng ngón trỏ mà để dù các bạn để dài cả lóng tay ha, dài 1 cm hay là 2 cm gì đó, là coi như là khi các bạn vuốt như vậy các bạn dích lên, tại vuốt là dích lên chứ xuống mà xuống thì được. Móng dài các bạn đang xuống thì được, nhưng mà dích lên á, các bạn để dài quá các bạn dích lẹ tay nó bật móng ra luôn á, tại nó dài mà. Cho nên là móng nếu mà cắt sát quá thì vuốt không được, nó còn thịt không đâu có vuốt được. Cho nên tốt nhất là một chút xíu thôi, nhú rồi chút xíu thôi. Đó, nhưng móng mình thì cắt sát rồi.
nhú chút xíu thôi, để vuốt nha, khách sát các bạn vuốt nha, tại phần thịt không mà vuốt nha, nó nhỏ xíu à, ra một chút xíu là tốt nhất, chút xíu thôi, nhưng mà nói các bạn đừng để dài nha, lưu ý các bạn là đừng để dài quá dứt lên cá nó bật móng ra luôn đó nha, cho cái móng dài ra một chút xíu 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 thôi, còn sát quá không được, cắt mà bằng thịt luôn thì không được, nó phải dài hơn thịt xíu. Rồi bắt đầu cầm chặt tay lại, hai ngón này kẹp lại nha, giống như đang cầm bít vậy thôi. Rồi bắt đầu đưa cái móng đầu móng của ngón trỏ vào, rồi bắt đầu thì kiểu vuốt giống nãy thôi, rồi bắt đầu vuốt như năm như sao như năm nó vậy ha. Tại cái đầu móng mình nó không có móng nên các bạn vuốt nghe nó rất là nhỏ, chứ các bạn để dài ra chút xíu là các bạn vuốt nó lớn cũng giống như cái bít nãy thôi. Và nhắc lại các bạn lưu ý đừng để quá dài nha, quá dài nó bật móng các bạn luôn á, lú lên chút xíu thôi. Còn cắt sát cái gì là hô vuốt nó nghe nhỏ xíu luôn à, nó dướng thịt không à, nên nó nghe nhỏ xíu à, còn cho nên là để hơi dài xíu thôi nha các bạn. Rồi các bạn lưu ý cho mình cái đó thôi. Rồi thì nói chung các bạn cứ tập dần như vậy là sau này và áp dụng thường, khi mỗi khi điểm hát áp dụng đưa vào, mỗi lần chuyển đoạn vuốt hoặc là hết intro dặm cái vuốt đó, khi người ta bắt đầu cắt tiếng hát lên là bắt đầu mình vuốt chạy vô, cắt tiếng hát lên là bắt đầu mình chạy vô, là bạn ngưng cái mình ngưng rồi lên điệu. Đêm bao lá vàng đốt thư tình cũ đó, tùy theo cái nào, hoặc là các bạn không có điệu đó điệu khác cũng được, vuốt kiểu đó vuốt y vậy thôi, điệu nào cũng được ha. Hoặc là em nghe gì không ơi, em nói cái vuốt vậy đó. Lên rồi cắm bơm cho quay, gác chèo lên ta đứng ta khô vai họ vô á. Hoặc là lửa bập bùng đốt cắm cầm 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 đó, bất kể bài nào vuốt năm anh em trên một chiếc xe lăn đó. Hoặc là điệu mất đó, áp dụng điều nào cũng được. Hoặc là gì đó gác bài tango gác tận về khuya cơn gió lùa nó, áp dụng điều nào cũng được. Hoặc là đường về đêm nay vắng tanh gào hát mưa rất nhanh nó. Các bạn thấy nãy giờ mình áp dụng rất là nhiều điều, điều nào cũng vô được hết, cũng kiểu vuốt đó thôi. Vuốt xong theo cách vuốt của từng cái tông, các bạn muốn đàn tông nào rồi vuốt xong rồi bấm vô cái tông đó, hợp âm của tông đó luôn, rồi lên điệu tùy theo bài, bài nào điệu nào thì mình lên điệu đó thôi, vậy nha các bạn. Rồi cái đó bắt đầu các bạn điểm, rồi thì cứ đàn thường đưa vào thường, cứ chuyển đoạn vuốt cái qua đoạn khác, hoặc là hết intro dặm cái rồi bắt đầu hát vuốt cái vào bài, chuyển qua đoạn hai cũng vuốt cái chuyển đoạn, rồi hết điệp khúc tới điệp khúc đừng, hết đoạn hai đừng vuốt nha, rồi tới đầu hết điệp khúc mới vuốt, vuốt ngừng cái bắt đầu hết điệp khúc dậm cái ngừng cái vuốt, vuốt cái hát đoạn cuối dạng vậy đó nha. Đưa vào thường, tập vuốt thường thì sau này các bạn đưa tay vào các bạn vuốt nó mới nhuyễn được, chứ mà lâu các bạn vuốt lần các bạn vuốt nó bị khựng, khi áp dụng một bài nhiều khi các bạn vuốt nó không ra cái vậy thôi. Cũng cái tay các bạn thì vẫn vuốt nhưng mà tới chừng rớt con hát thì nó có như vậy đó, nghe nó không hay. Còn mà vuốt thường là đưa thường vậy đó ha, đưa vào đó, rồi cứ vậy đi nha các bạn. Rồi thì các bạn cứ tập thường là được, nhưng mà nó cái gì cũng vậy, tâm hay không bằng tay quen, làm rồi hoàn toàn quen tay làm được hết à. Quen rồi là các bạn làm nó một cách nó đơn giản, nó dễ dàng thôi. Còn các bạn không quen thì đưa nghe nó lộng cộng, nó khẩn, nó khó khăn dạng vậy đó, nên các bạn cứ đưa thường là được đó. Rồi cách mà gõ thùng chuyển động mình cũng chia sẻ các bạn rồi, hướng dẫn gõ thùng điệu cha cha, hướng dẫn gõ thùng điệu bolero, điệu xì lô rock, điệu phóc thì nó rất là nhiều ha. Thì mỗi lần chuyển đoạn lâu lâu thay đổi, không gõ thùng thì vuốt dây này đưa vào ha, còn vuốt không hết vuốt dây thì gõ thùng vào nữa. Thì hoặc là hết đoạn một mình vuốt dây nữa, hết đoạn một vuốt dây về chuyển qua đoạn hai, còn ví dụ như hết đoạn hai hát được khúc gõ thùng rồi bắt đầu mình chuyển qua đoạn cuối nữa, thì các bạn biết gõ thùng và biết vuốt dây này rồi thì sau này các bạn áp dụng vào điểm hát thì nó sẽ tăng thêm cái độ phong phú của bài hát lên, nghe nó lạ lạ tai hơn, nó vui hơn chút xíu ha, tức là nghe nó phong phú hơn. Chứ còn một cái đơn điệu không thì nó nghe nó đơn sơ quá, đơn điệu quá, mộc mạc quá, thêm này thêm nọ thêm kia, nó bài hát nó phong phú hơn dạng vậy ha. Rồi vậy nha các bạn, rồi thì có gì thắc mắc các bạn cứ comment cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.